Sau khi đóng gói xong đấy thì mở đóng gói ra, đây nó mình vừa nén mà, đây tổng thể 29, đây là giải nén ra. Ví dụ như nộp bài hiệu trưởng thì có thể mình nộp bằng cái folder này hoặc cái folder này cũng được. Đấy, bây giờ nó mới ra một đấy, nó mới gói một đống các thứ mình làm vừa nãy vào đây. Nào là những cái đây chắc những cái file âm thanh của mình ghi nó gói ở trong đây này. Đây này, những cái slide này, từng cái slide một nó gói ở Thế đây. những cái flash sao nó nhiều này cơ? Ở Flash ấy thì nó đóng gói, tức là đây là từng slide một đấy. Nó chạy trên mạng mà mạng thì nó chạy toàn bằng cái thằng này mà. Đây này đấy. Đấy, mỗi cái ảnh nó ra một cái gì đấy. Những cái này mình không nên để ý làm gì. Có nghĩa là nó đóng gói đây, khi chạy mình chạy bằng cái thằng này. In đây. Index. Nó chạy bằng trình duyệt mạng. Nhưng mà để yên thế nào. Đâu đúng rồi, đây. Đoạn này lúc nãy mình không thu âm nên nó không có gì. Phải chưa? Đấy, giờ mình chọn này, Bác Hồ kia ở đâu, đúng không? Lúc nãy mình thu âm chưa nhỉ? Đúng rồi, chúc mừng em. Đấy. Tiếp kích bắt đầu kỳ đâu này, đấy kích sai cái nào, Rất tiếc em lại trả lời sai rồi. Đấy giờ kích vào đây để tiếp. Đoạn này nãy mình chưa chèn nhạc đúng không, xem lại này, chữ này nên sửa đi này. Ở đây ừ, tiếp tục, còn cái này xem lại. Đấy, cái này mình không thu gì cả, mình không Bây có. giờ mới next này, bây giờ Đấy, mới cái nói lúc đấy này mình thu đấy. là giao thông vận tải gồm có những phương tiện nào này, next ở đây cái này. Đấy, các phương tiện giao thông đây cho ra đây để gồm có đường ô tô, các loại ô tô, xe Bà máy, xe hè, đạp, vân vân. bà chưa ơi, Tại vì cái này đây mình cho bà nó nhận ra ra hết, con nhưng mà không? nếu mà mình muốn nói từ từ thì mình Không cho nó từng hiệu ứng mà nhận, thôi. bà Đây nhận mắt là kém. không chuẩn bị sẵn đấy nhá, cảm thấy ưng ý rồi. Ok, Dạ. Rồi stop. này. Mắt bà giờ kém. Thống ở trên Lâm Động. Rồi, vẫn Đấy thế. nhỉ. Cái mày đi đi xuống đây non gầy gầy đen đen Ngày xưa thì và thì non bây giờ vẫn thế, non rồi đây trông khỏe, chỉ có già đi thôi. non mày đẹp hơn cái Ôi giời cụ lại thanh còn niên này, non thanh niên đen đen gầy gầy. ngày À, thế xưa à? gầy hơn. Thế bây giờ mấy cháu rồi? Một hai rồi, một gái một nữ rồi. Thế à? Và Anh nhớ mắt nhà hai à, mình rồi đấy. Bỏ này. và Anh nhớ lại gầy với năm anh rồi năm khỏe đấy. và Giờ thì vẫn làm ở trên chính Mỹ đấy chứ. vâng Thế à? anh vẫn làm đấy đây. Đây này, giao thông vận tải cái này không xem nữa nhá. Đấy, nước ta có 54 dân tộc có số kinh, dân tộc kinh có số đông. dân đông nhất đúng không? Kiểm tra. Đúng rồi, dân tộc Kinh là dân tộc có số dân đông nhất. Đấy, yeah. Đấy. Đấy. Công cha như núi Sơn, công cha như núi Thái Sơn. Để cho thử công mẹ cho nó như nào. Đấy, đoạn này mình chưa thu. Đúng rồi. Đoạn này nãy mình chèn nhạc mà nhỉ? Không nhạc. Có phải đoạn nào chèn nhỉ? Tiếp tục. Vậy cái đoạn video chưa chưa có. Đây những hiệu ứng cũ của nó đây, có được không? Không được. Bác Hồ còn có tên gọi nào khác. Để ta viết, lúc nãy ta viết hoa thì ta viết thường nhân văn. Đúng rồi đấy. Được. Hay đẹp. Đấy, nãy là bố trên nhỉ, bây giờ nó đảo thành bố em. Đâu? Ở đây giờ nó đảo thành hàng vào đây ngang sang ngang luôn. Đây, vì nó có hai đáp án nên là nó không. Đúng rồi, nha. Ở đây đoạn này mới chèn. Đấy, báo điểm mới cho cái nhạc đấy. Cái này là nó chỉ nằm trong một cây slide này thôi, đúng không? Mình chèn slide này nó nằm trong slide này thôi. Chứ còn hết slide này là nó lại nghỉ.
video đấy. Con này hát hay mất tội nào. Nó chỉ lên giọng cao hay, nhưng mà đoạn thấp. Phương Thịnh này hát rất hay. Và những bài của nó thì hầu như mình không hát được. Dạ. Mình chưa nghe thằng ấy hát rồi. Thằng ấy hát được hay. Nó hát thì không được. Nó hát. Thế thôi, ở dưới này ví dụ mình rồi, đây bây giờ lại trở về cái đầu tiên. Đầu tiên nào? Ở đâu đây là cái thu? À, cái thu. Còn cái video gì? Cái video video hướng dẫn đấy. Ô sao nhanh thế? Video hướng dẫn gì? Ý là thì về nhà xem. Cái đấy giờ gửi kiểu gì được nhỉ? Em ai đâu? Em ai có. Đây bạn gửi cho. Ngô Thấm HP. Ô đều thằng này thằng nhầm cái mình vừa thu đâu ở đây tại nhầm làm gì quá lạ thế nhanh thế mình tải lên mạng cho để về xem nhưng mà ý là tải ngay cái video này nhầm đấy. Có bắt được đâu ơi cô nàng mà anh yêu mẹ phần mềm này cái gì mà nó cài máy mình vừa cài cái nó chặn nó lại. Khuyên bạn khám phá chương trình cái gì thế gỡ phần mềm ra gỡ kiểu gì hả gỡ phần mềm ra gỡ kiểu gì gỡ phần mềm à gỡ thì dễ không gỡ phần mềm gì con này xong rồi nhá, thôi nhá, đóng lại nhá. Đấy là video chứ cần phải sửa gỡ một phần mềm gì đây, đó. Vào cái control panel này. Control. Thế ở máy mình có không? Máy mình không, ví dụ đây giả dụ nó mất thì vào đây đấy. Được. Vào cái start này. Đây. Đây chọn show desktop. Show desktop. Hoặc là chọn mở lên luôn. Ở máy mình đây nó bình thường nó lên cái này rất là ít đúng không? Nhưng máy của bạn có thể nó lên rất là nhiều. Đấy, có thể nó lên dày cụp như này. Đấy. Thì là bạn phải chọn cái phần gì đấy. Đấy, nhiều này nhìn bản thân mình nhìn chẳng biết là vào thằng nào. Nhưng mà tốt nhất là kích nó vào đây. Đây là ôn tất cả này, đúng không? Cho vào đây để cho nó thu ngắn lại. Thì vào cái đây này. Ân tôn ý thức gì này. Đấy. Đấy, hiện lên đây trên máy mình nó cài bao nhiêu cái phần mềm thì là thì nó sẽ chạy. Đấy, vừa nãy là đây là một cái mà nãy mình nó làm cho mình không chạy được cái đấy là nó lấy cái thằng này này thấy chưa đấy mấy cái thằng đây hình như cái này mình vừa cài đó tại lại không biết nó là cái thằng nào mình chắc chắn là nó là mấy cái thằng này mình vừa có ba thằng cài cả đấy thì mình muốn gỡ một thằng nào đi thì mình nháy chuột phải vào nó ví dụ đây mình muốn gỡ thằng này đi chẳng hạn đây cái thằng này nó vừa nạn đấy cứ chạy đi chạy lại nó BKV nó báo đấy muốn gỡ nháy phải chuột vào nó chọn gỡ còn lại nháy phải chuột chọn gỡ
là hết, là coi như xóa đi ấy. Ừ, nó đã gỡ khỏi tao, nhưng đây nó đang gỡ đấy, nó còn đây, nó còn lên vài cái nữa đi mun này đấy. Để xem nó bây giờ nó phải mất hẳn này, đang đây chưa mất, nhiều phần mềm khó gỡ lắm, kiểu như nó dạng phần mềm nó phần mềm vớ vẩn nó vào, nó cứ phần mềm gián điệp với phần mềm linh tinh nó vào nó. Đây này, đây là trên máy này mình cài những cái gì nó hiện hết ở trên đây, ví dụ cái Adobe này vừa cài này, cái chuyển đổi nhạc vừa nãy mình mới cài là cái thằng này này đúng không, thằng này cài trước, thằng này cài sau này đúng không, thằng này là chưa được này, nó vẫn báo là chưa được này. Đây là nó, đây là những cái thằng này nó kiểu những cái thằng này nó là cái thằng gọi là, theo mình nghĩ nó là những cái phần mềm coi như là đậu nhiều, có những cái nó khó đấy, bây giờ mới thả đấy, lại còn ấn vào đấy nó phải chạy một nút thì nó mới đi được, nó chạy cục này đây, cái quạt bật tiếng Anh không biết nên là nó cũng dở. Cái gì không làm quan trọng này. Cứ thử là được. Đó. Đấy, thằng này nó còn tinh này, nó còn đang làm gì, nó còn chờ đợi, kiểu như là nhiều khi nó đang chạy mình phải, có những cái nó đang chạy mình phải thoát nó ở đây đi, đồng ý chặn nó lại. Đây cái này mình đang mở cái này đồng ý. Mở nhiều cái đó. Đây nó hỏi có retag không, không ấn vào nó khởi động lại máy mất, mình không cần đi tham nữa. Đấy thì dễ không mà, ví dụ thằng này, nhưng mà mình phải biết thằng nào nên gỡ. Tức là vào chứ ngoài vào này gỡ phải. Em vào control control movi gì đấy hả, control panel thì con biết ghi hết rồi, tí về cứ xem. Đấy những cái thằng nào ở đây mình cái này vừa rồi cũng ghi á. Những cái thằng này